Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay là ngày thứ sáu 31 tháng 3 năm 2023 từ Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, trở về Houston thì một trong những việc mà tôi cần phải làm là xuống dưới trung tâm thành phố Houston lo các công việc giấy tờ và cũng phải đi qua tòa án để lo các công việc của tòa án nữa. Đây là hình ảnh mà ở dưới trung tâm thành phố Houston. Và tôi cũng xin đứng quay một đoạn chung quanh thành phố để quý khán giả cùng biết thành phố Houston của tôi như thế nào. Trước mắt tôi là Minimex, là căn nhà của đội bóng chày Astro. Nơi đây chứa khoảng chừng 100.000 người. Và kế cạnh của Minimex là Toyota Stadium, vân vân. Nên đây là một khu vực của thể thao và bóng rổ. Đến nơi đây rất là chật trong những ngày mà họ chơi banh. Quý khán thính giả cũng thấy bên cạnh của Minimix là xa lộ 59. Giờ phút này xe vẫn chạy chậm như thế này đây. Và cạnh đó là những căn nhà cũ nhưng cũng có những khu chung cư mới họ xây lên. Những chung cư mới này sát cạnh với Minimix thì giá cũng rất là cao. Đó là trước mặt của tôi thành phố Houston như thế này. Còn nhìn về phía bên cạnh thì đây là thành phố Houston với những cao ốc. Và đây là tòa án, khu vực tòa án. Nhìn tới thì thấy cả khu vực như thế này đây. Hôm nay tôi xuống phố Houston để đi lo giấy tờ và các công việc, cũng như ghé qua tòa án để lo công việc của tòa án luôn. Và đây là khu vực hành chánh và tòa án của thành phố Houston. Tôi xin đã đứng quay một vòng để quý khán thính giả biết khu vực này như thế nào. Đó. Đây là đường chính mà tôi đang đứng, là đường Congress và đường Carolina. Đường đây là điều hành quận hạt Harris County và luôn cả thành phố Houston, cùng với các cơ quan về vấn đề tư pháp của Mỹ ở nơi đây. Nên đây là một trong những nơi chính yếu của Houston. Xin quý khán giả xem đó. Chỗ này là tòa án lo cho thanh thiếu niên phạm pháp. Và bên phía kia thì là một số tòa án dân sự của phúc thẩm. Khu vực ở đây là khu vực số 1 và số 14 của Texas. Cái nhà mà có vòm bầu trời đó. Rồi nhà tím tím là nhà mà thu gom các bồi thẩm viên tới đây để chọn bồi thẩm đoàn. Rồi đằng sau là những căn nhà cao ốc của các công ty hãng xưởng nơi đây. Rồi đối diện đây là tòa án về hình sự, đó là tòa án hình sự. Và hồi xưa cái căn building này là để dùng giam tạm, và bây giờ vẫn là giam tạm một số tù nhân. Nhưng đây là điều hành về hành chính của quận hạt Harris County. Và ở đây là tòa án dân sự của Harris County lo về các tòa án dân sự cùng với các hồ sơ về địa ốc của Harris County. Đây là khu vực của phố downtown của Houston mà hôm nay tôi phải tới lo một số việc, cũng như ghé qua tòa án để lo một vài việc của tòa án. Đi vô khu vực tòa án của Mỹ thì cũng phải thông qua an ninh y như phi trường vậy. Không những tòa án mà tất cả những nơi điều hành của Mỹ kỳ này họ cũng bắt phải thông qua an ninh. Lý do là họ ngại những người cầm súng nằm ẩu.
Như chúng ta biết ở Mỹ, nạn bạo lực về súng ống rất là nặng nề, nên tất cả các tòa nhà của Mỹ đa số là phải thông qua an ninh trước. Đây là hình ảnh mà tôi phải thông qua an ninh trước khi vào tòa án. Đây là hành lang của các tòa án ở tại Mỹ, nhưng không có được quay phim và chụp hình ở trong tòa án. Tôi nói, thí dụ tôi quay một thước phim, tòa án ở đây có đề rất là rõ ràng: All phones and electronic devices must be completely powered off. Tức là tất cả các điện thoại và hệ thống điện tử phải là tắt hoàn toàn. Không phải là để silent hay là vibrate trước khi mà bước vào phòng tòa án, vì có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào mà không có phép của tòa án, của người bailiff, tức là người cảnh sát trong coi tòa án. Vậy thì tất cả các điện thoại, tất cả những gì mà điện tử là phải hoàn toàn tắt đi, nên ở trong này không có quay phim chụp hình, luật sư cũng không quay phim chụp hình, thân chủ cũng không quay phim chụp hình. Ở nơi đây hoàn toàn là một sự tín cẩn mà thôi. Thưa quý khán thính giả, như vậy là công việc của tòa án ở đây hôm nay thật là mỹ mãn. Khuôn mặt của tôi rất là vui, rạng rỡ, vẫn đẹp trai như thường ở trong tòa án. Xong hết mọi chuyện, thật là tốt đẹp. Bây giờ tôi chuẩn bị đi về nha. Công việc tòa án và các việc khác ở tại phố của Houston đã xong. Vậy thì tôi đi về thôi nha. Rất là việc của tòa án hôm nay đã kết thúc thật mỹ mãn, rất là vui và rất là hài lòng. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.